Tất cả các bạn, trong video này tôi chia sẻ với các bạn một cái quy trình lát gạch cho khu biệt thự tại của chị Hồng và anh Thành. Đó thì quy trình lát gạch cho nhà ở thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem quy trình như thế nào. Trước mặt các bạn đây chính là mặt tiền của ngôi nhà. Đấy, thì ngôi nhà có xây dựng trên một diện tích là hơn 300 m2. Chiều ngang là 15 m và chiều sâu là hơn 20 m. Thì gia chủ có xây dựng trên một cái đất nền như này với mặt sàn diện tích xây dựng là 160 m2, mỗi sàn 160 m2 và nhân với 3 sàn như này thì công trình đang trong quá trình sơn hoàn thiện để về nhà mới. Đấy, gia chủ cũng có để một cái khu vực sân vườn, sân ở trước mặt đó. Thì các bạn xem đấy thì đang trong quá trình mà gia chủ đang để về nhà mới thì chúng ta sẽ cùng bước tiến vào trong bên trong của khu công trình này. Và với phong cách hiện đại như này thì gia chủ có để một cái khu vực sân để có thể trồng cây, sân vườn sau này rất là rộng. Đấy, như các bạn xem đấy, đang trong quá trình hoàn thiện. Còn tất cả các khu vực phía trên ấy là dung. Đây là khu vực phòng khách mà gia chủ đã để rộng, một khu vực rất là rộng ở khu vực này với diện tích là khoảng 30 m2, hơn 30 m2. Thì các bạn thấy nhá, với cái diện tích như này thì gia chủ đã chọn một cái gạch là 80-80 để đưa vào không gian của toàn bộ khu vực tầng 1 như này. Ở bên trong là phòng bếp và kết hợp với lại cả phòng ngủ bên trong đó. Thì với cái diện tích như này thì gạch 80 rất là phù hợp cho cái khu không gian mà khi lựa chọn cho cái phòng phòng ở, bởi vì lý do duy nhất là cái là phòng rộng ấy thì các bạn sẽ thấy ít mạch. Cái thứ hai ấy là càng cảm giác sẽ rộng rãi hơn khi mà lát gạch lên. Đó là một cái điều ưu điểm của cái lát gạch 80 cho khu vực phòng rộng như thế này. Đó thì các bạn đấy. Thì cái quy trình mà lát gạch ở đây thì bao gồm từ đầu tiên thì là các bác sẽ cán một cái nền tạo độ phẳng, cán một cái nền hồ dầu, một cái bê tông. Các bác sẽ sử dụng một cái bê tông lót để tạo độ phẳng trước khi lát nền như này, và sau đó là quy trình là lát sẽ đi từ phòng khách trở đi. Đó là lý do thứ nhất. Thì tại sao các bác dùng đi từ phòng khách trở đi, bởi vì là muốn tạo ra cái không gian phòng khách làm điểm chuẩn để lát gạch trước, xong là đuổi về phía bếp như phía trong kia chính là bếp. Nên là khi mà các bạn lưu ý nhá, khi mà các bạn mà sử dụng mà gạch ốp lát ấy thì nên lát phòng khách trước để tạo độ chuẩn, bởi vì mình sẽ làm cái gạch nó sẽ chuẩn từ phòng khách trở đi, thì sau đó là mình sẽ đẩy về phía bếp thì sẽ tất cả những gạch mà cắt hay là những cái gạch mà cần thiết và đưa vào bên trong ấy, cắt nó không chuẩn theo đúng viên gạch ấy thì có thể đẩy bên trong. Và đồng thời ấy các bạn, trước khi mà phòng khách này thì khi bước vào trong bước từ cửa vào ấy thì bạn nên để một cái viên gạch chẵn rồi sau đó đẩy về phía trong này. Đó, đấy là một cái rất là lưu ý khi các bạn lát phòng phòng khách quan trọng. Rồi sau đó là đây, các bạn nhìn xem tất cả các khu vực mà dễ nhìn thấy từ phía ngoài vào ấy thì nên để những cái gạch mà phải là chẵn viên gạch rồi sau đó sẽ đẩy vào bên phía trong. Đó, đấy rất là quan trọng. Ok, thì chúng ta cùng bước vào bên trong. Đây là khu vực bên trong, là các bác đã lát đẩy từ tất cả đằng sau cho nó thẳng mạch từ phía phòng khách đổ ra vào trong đây, đẩy hết về bên trong này, phòng bếp cầu thang. Rồi sau khi mà cán nền xong thì các bác sẽ sử dụng một cái lớp hột dầu để có thể lát nền. Một lớp hột dầu này có thể là, đấy các bạn sẽ nhìn thấy là hột dầu thì là bằng sử dụng toàn bộ là bằng xi măng với nước. Đây chính là hột dầu. Chúng ta cũng sẽ xem. Với kinh nghiệm là tránh bị ộp gạch sau này ấy, thì tất cả các độ phẳng, thứ nhất là độ phẳng mà tạo nên được cái độ phẳng trước khi mà lát gạch phải rất là phẳng, đòi hỏi kỹ thuật cao. Cái thứ hai ấy là cái lớp hồ dầu phải đầy đủ, thấy đầy trên toàn bộ cái gạch thì tránh trường hợp sau này sau khi lát xong sẽ bị ộp. Đây chính là cái mặt bằng, các bạn xem, đây chính là cái mặt bằng trước khi lát gạch.
và cái đây bác đang làm sử dụng cái những cái dụng cụ để có thể là lát gạch. Khoảng cách giữa viên gạch thì giữa tay gạch 80 này thì thông thường từ 1 ly đến 1 ly rưỡi. Viên gạch nữa đang chuẩn bị vào. Đó, thì sau khi mà lát xong gạch thì các bác thợ sẽ dọn dẹp vệ sinh kết hợp với lại các keo chiết mạch, dọn vệ sinh nữa là kết thúc khu vực. Còn chúng ta sẽ cùng vào một bên trong không gian một phòng đang đã hoàn thiện rồi, thì đây là một cái khu vực gia chủ cũng đã hoàn thiện được rồi. Đấy, thì các bạn xem đây tất cả các khu vực mà được dọn dẹp và sau đó là chiết mạch để hoàn thiện vào khu vực này. Thế vừa rồi tôi chia sẻ một cái video về cái quy trình lát gạch cho nhà ở, thì hy vọng là video này mang lại cho các bạn là một cái thông tin hữu ích khi các bạn xây và nhà. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo, nhớ đăng ký kênh để nhận nhiều video nữa.